xin chào tất cả quý cô bác anh chị đã quay trở lại với kênh Tuyên Hà Giang. Thì như các cô chú đã biết thì trong cái dạng vừa rồi ấy, thực sự với mọi người là ở trên Mèo Vạc nó đang vào cái thời tiết là giao mùa. Thì như những cái video gần đây ấy, thì cái chất lượng video của anh Tuyên nó hơi xấu. Thì do cũng ảnh hưởng cái máy quay và cái chất lượng mạng khi tải lên gặp bị lỗi. Và thực sự với các cô chú là như mấy hôm vừa rồi thì các cô chú có nghe thấy giọng em Tuyên rất là khàn. Thì cái hôm vừa rồi đấy, hôm bà con là chuyển lán đấy thì em Tuyên mệt quá phải xin phép về luôn trong buổi chiều ngày hôm đấy đấy. Thì các cô chú thấy thì những vừa rồi là cái hình ảnh em Tuyên về nhà là nằm bệt luôn, sốt hơn 40 độ, gần 41 độ mọi người, quá là nóng luôn. Thế là đưa xuống viện truyền gấp. Thì nói chung là sau những cái lọ truyền thì bây giờ em Tuyên người nó đã tỉnh hơn rồi. Thì đây là đang ở trong bệnh viện thì em Tuyên ở cái phòng này cũng ở một mình thôi, rất là may ở phòng này thoáng mát. Thì sau 2 ngày truyền thì em Tuyên người cũng đã đỡ hơn. Trong cái lúc em Tuyên ốm nằm viện thì cũng nhận được những lời hỏi thăm của các cô các chú, thì em Tuyên rất là cảm ơn tới tất cả các cô các chú đã luôn luôn yêu thương em Tuyên, đã quan tâm em Tuyên và có những lời hỏi thăm động viên. Thì trong cái thời gian này thì có lẽ là em Tuyên xin phép các cô chú là sẽ bỏ bê cái công việc, tạm thời là không được theo sát sao với công việc bà con nữa, vì mấy ngày hôm nay ốm quá mà chưa được ra viện nữa. Bởi vì bây giờ trên này người ta bảo là có cái dịch cúm ấy mọi người, em Tuyên sốt cao mà truyền như thế là vẫn đỡ nhưng mà vẫn chưa được ra. Sau đó thì em Tuyên sẽ phải ở trong viện, nên là hiện tại cái công việc gặp đường của bà con thì như mọi người biết là bà con sẽ sát bột đá đó, sát bột đá, và em Duyên sẽ ở đây thì sẽ gọi xi măng cho bà con chuyển xi. Thiếu cái gì thì bà con sẽ gọi cho em Duyên, xong rồi em Duyên sẽ mua. Còn cái vấn đề ăn uống ấy thì bà con sẽ mua trực tiếp ở bên trong cái quán gần nhất trong bà con đấy. Thì nói chung là em Duyên cũng đã bảo người ta rồi, bà con mua gì thì cứ ghi nợ ở đấy cho em Duyên. Còn bà con thiếu cái gì thì em Tuyên sẽ gọi điện mua cho bà con cái đấy. Như kiểu xi măng này, xăng dầu ấy, thì đội em thề em xá gọi điện cho em Tuyên ấy, thì em Tuyên bảo là cứ ra ngoài đi xong em Tuyên sẽ đưa tiền cho đấy, được người nhà em Tuyên sẽ đưa tiền cho đấy. Nên là hiện tại cái công việc thì em Tuyên sẽ không được theo sát, nên để cho bà con tự chủ động làm thôi đấy. Thì em Tuyên cũng xin phép là thông báo với các cô chú một chút tại sao em Tuyên lại bỏ đi cái thời gian này, là vì có lý do của em Tuyên, nên là cũng mong rằng các cô các chú hãy thông cảm và bỏ qua cho em Tuyên, nhất là cái thời gian vừa rồi cái chất lượng video của em Tuyên nó không được tốt, thứ hai là cái công việc em Tuyên độ này có thể là không được theo sát bà con đấy. Thì em Tuyên rất là cảm ơn tới tất cả các cô chú, còn xin hẹn tất cả các cô chú anh chị ở một ngày khỏe mạnh hơn. Để đảm bảo sức khỏe để vào với bà con tiếp tục cái công chuyện việc làm đường, và không phải làm đường mà còn rất nhiều công việc khác nữa. Còn cũng mong rằng bà con một ngày một thay đổi, có một cái tương lai tươi sáng hơn, và cũng xin chúc tất cả các cô chú anh chị gặp thật nhiều điều may mắn. Mong rằng mọi người hãy luôn luôn đồng hành cùng kênh Tuyên Hà Giang, ủng hộ kênh Tuyên Hà Giang và đồng hành cùng bà con đường trên nhé. Em Tuyên xin cảm ơn tất cả các cô chú ạ. Rồi em xin chào mọi người, có lẽ là em sẽ nằm nghỉ thôi. Xin kính chào tất cả quý bác cùng tất cả anh chị đã quay trở lại với kênh Tuyên Hà Giang. Chính thức là mọi người đây chính là những mặt hàng nông sản của vùng cao nguyên đá. Em Tuyên muốn giới thiệu tới tất cả các cô chú anh chị. Đây thì là về trước mặt tất cả mọi người, đây chính là những giọt mật ong hoa bạc hà. Đây thì những chai mật ong hoa bạc hà em Tuyên đã đóng ra. Đây là những chai 1 lít có sẵn cho tất cả các cô chú anh chị có nhu cầu sử dụng. Và bên cạnh nó thì em Tuyên có một chút là mật ong hoa bạc hà, em Tuyên đã ngâm sẵn với hoa đu đủ khô. Thì có rất nhiều các cô chú muốn lấy về để sử dụng ngay ấy, thì em Tuyên đã đóng sẵn rồi. Thì em Tuyên đóng được có hai dạng, đây là một lọ là 500ml, mình lọ bên cạnh đây chính là 700ml, người về có thể sử dụng luôn nhé. Thì em Tuyên đã ngâm thì cũng đã lên là 1.5 tháng rồi các cô chú ạ. Và đằng sau nó đây chính là những bông hoa đu đủ khô. Thì như các cô chú biết thì hoa đu đủ khô thì có rất nhiều công dụng, chữa ho, chữa cảm, chữa sốt, chữa đau họng nó, và cái cách sử dụng của nó là có thể dùng sắt nước uống trong hàng ngày. Thì bên cạnh đây thì em Tuyên có những là bông hoa, nụ hoa tam thất,
Đường hoa tam thất thì em tên có hai dạng nhé các cô chú nhé, có loại có cuống và loại không có cuống, tùy theo cách sử dụng của các cô chú, nhu cầu sử dụng thì mọi người hãy liên hệ với em Tuyên nha. Và bên cạnh nó thì em Tuyên có một chút là bột tam thất. Bột tam thất thì em Tuyên có là dạng bột và dạng củ. Dạng củ thì có rất nhiều dạng củ, dạng 5 củ, dạng 7 củ, nhưng mà em Tuyên đa phần bán dạng 5 củ, gửi luôn tất cả các cô chú cái dạng sản phẩm tốt nhất các mọi người nhé. Bột tam thất này thì như các cô chú biết là sử dụng nó rất nhiều cái công dụng, cầm máu, trợ tim, chống viêm nhiễm, chống nôn ra máu, chống xuất huyết nội tạng, rất nhiều mọi người ạ. Và cách sử dụng thì chúng ta có dùng để hòa với nước sôi và nồi hấp cơm hoặc là trộn lẫn với những mật ong, đường mọi người nhé. Đó, và bên này thì chúng ta không thể thiếu là những cái đặc sản ở vùng bà con trên này là chính là những thứ măng. Thứ măng thì đợt vừa rồi em tuyên bán rất là nhiều rồi, bây giờ thì là còn một chút ít thôi các cô chú ấy. Đây là măng quế vụ này các cô chú này, thì mọi người xem này, hiện tại thứ măng nó rất là to, rất là vàng, đợt vừa rồi là nắng ấy, rất là đẹp luôn. Đây thì còn nguyên phấn này các cô chú ấy, đảm bảo trên này là không có sấy mà chỉ là phơi nắng thôi các cô chú ạ. Và ở đây mật ong thì em tuyên vẫn còn những là mật ong hoa xuyến chi nhé mọi người. Thì mật ong hoa xuyến chi thì hiện tại phải tầm 3 hôm nữa thì em Tuyên bắt đầu mới nhận của bà con về để gửi tới tất cả các cô chú cái chất lượng mật nó tốt nhất. Hiện tại mới đầu mùa ấy thì cái hoa xuyến chi nó ít, vì cái bông hoa xuyến chi nó nhỏ ấy, nên là em Tuyên muốn là lấy cái lượng hoa xuyến chi nó vào giữa mùa thì lúc đấy thì cái mật nó đảm bảo hơn. Thì đây là những cái nông sản vùng cao nguyên đá em Tuyên muốn giới thiệu tới tất cả các cô chú anh chị qua kênh Tuyên Hà Giang. Thì em Tuyên rất là cảm ơn tới tất cả các cô chú anh chị đã luôn luôn đồng hành cùng kênh, theo dõi những nội dung trên kênh và ủng hộ những cái nông sản vùng cao nguyên đá này, có thể giúp cho bà con tiêu thụ đổ ra, và hai nữa có thể giúp cho bà con giới thiệu đến những cái mặt hàng đến tới tất cả các cô chú nhé. Thì đây là những mặt hàng đặc sản vùng cao nguyên đá em Tuyên muốn giới thiệu tới tất cả các cô chú. Ai có nhu cầu hãy liên hệ với kênh Tuyên Hà Giang nha. Còn bây giờ thì em Tuyên xin chào tất cả các mọi người. Vâng, các cô chú ạ, đây này rất là vui. Thì đây Xá này, kia là Nu này. Xá với Nu thấy em Tuyên bảo là em Tuyên nằm viện với vợ nằm viện, thế là ra thăm đây này. Đây. Sốt ruột đây. Đi từ từ thôi đúng không? Chưa được chạy nhảy chứ. Đi xe máy chưa đấy? Chưa chứ. Đi rồi á? Không được chống chân đâu. Chống vào nhào nhào vào ấy. Ừ. Chống vào nó gãy hả? Cái này bó phân thì ok rồi, thế được rồi. Thế bà con hôm nay vẫn làm đường chứ đúng không? Hôm nay xá bỏ đám. Ừ đấy. Hôm trước là đưa cho thầy tiền mua hết xăng dầu rồi. Thôi cố gắng thôi, đợi anh chắc phải tầm chưa biết được. Bên người như thế này thì chưa biết. 6-7 ngày chết ấy, ở viện lâu lắm rồi, sợ lắm. Bà lần trước này ở 6 ngày, 7 ngày. À đây này Nu, đây ghế, ở trong này này sao? Lấy ghế ra, cho Nu ngồi. Đây lấy ghế ra, cái ghế xanh ấy, đúng rồi. Quên. Đấy cho Nu ngồi. Nu ngồi đi. Đây thì Tuyên đang nằm ở trong này thì là phòng của bên vợ. Đó. Đây khổ. Một lúc ốm mất cả hai vợ chồng ốm luôn. Ra đi thăm anh Tuyên đấy. Thề sáng nay ra thăm rồi. Thề sáng nay ra để em Tuyên đưa tiền cho mua xăng dầu. Mua xăng dầu để vào. Mai mới hết à? Thế mai là lúc nãy bảo là gọi điện chở xi măng nhưng mà anh quên mất. Mệt quá nên quên mất, thế bảo là thề gọi điện lại bảo thôi chiều không kịp để sáng mai chở. Sáng mai chở xong rồi thì mai xác hết bột đá đây, ngày kia mới đổ bê tông được đúng không? Nó bảo sáng mai chuẩn bị nước chứ. Chuẩn bị nước. Nước với xi măng. Xác bột đá xong là ngày kia chúng ta lại tiếp tục đổ thôi. Đúng không? Thì chỗ kia chia thành hai đống bột đá chứ. Một đống ở trên, một đống ở dưới chứ đúng không? Có mà. Ừ. Chứ hất hết xuống dưới là hỏng đấy. Màu đen hay màu bê dưới này, màu bê. Đúng rồi. Nó cây bằng, để bằng nữa thì nó cạo được. Ok.
Cái bạt hôm trước mua vào dựng bể chưa? Mở. Dựng chưa? Dựng rồi. Dựng rồi gì? Đấy. Thôi bây giờ thì anh không vào thì bà con tự làm thôi. Có cái gì không hiểu thì gọi anh. Nhưng mà phải làm theo anh bảo thì nó mới ổn. Chứ không chuẩn bị thì nó khổ lắm. Đấy, nói chung là các cô chú ở đây thì nói chung là đấy, cả hai vợ chồng nằm viện thì biết rồi đấy. Ốm phát cả hai người luôn. Bây giờ thì có cũng thích đó là người mong nung ở nhà ra nó bị sốt đúng không? Đấy, anh hôm trước bị sốt 40 độ đây, anh gửi ảnh cho mày xem đấy. Vâng. Để bà con bảo là không thì bà con lại bảo là anh Tuyên lại trốn không vào trong thôn cùng bà con làm việc ấy. Đấy là đấy, ốm đấy. Sưng hết cả mắt luôn. Em cũng tự đồ uống mà một cái lần một chút. Đau lòng quá. Không mặc áo khoác à? Có. À để xe gì? Thôi cảm ơn hai anh em nhá. Nhá. Sai. Cảm ơn hai anh em ra đây chơi với anh nhá. Ôi. Không. Đấy, mọi người xem này. Giang thăm chị phải lấy. Không, không, cắt đi nhá. Em cắt đi. Ra đây thăm chị là chị vui rồi, đúng là mang tiền ra với các em chị có đâu. Chị không có cái gì đâu. Không, 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 chị lấy đâu. Trai vợ chồng. Không lấy. Trai. Không, chị không lấy. Không lấy, không lấy. Tiền chị không lấy. Không cho mất nhau không nhỉ? Không lấy á. Không, lấy. Em đi. Bọn em lấy tiền đâu à? Đưa, đưa cho nu bé nhé. Đưa ở nhà. Không, các em đến thăm chị là thấy tình cảm rồi. Cũng thăm rồi, thăm tình cảm. Cắt đi. Tiền ở đâu ra? Cái tiền ở đâu? Của em. Tiền ở đâu? Cầm lại. Đưa, 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 đưa vợ, vợ đưa cho Nu. Nu có phải này đâu. Nu là cháu là Nu 200 hay 200. Chị không lấy. Bọn anh không lấy, bọn anh có tiền bảo hiểm rồi, lấy làm gì? Thì Nu bảo cháu là thưa anh cưới thì tham cho anh rồi. Cảm ơn, được rồi. Anh chị là tình cảm rồi. Có nghe anh không? Là... Thế có nghe anh không? Thưa, thưa anh cưới thì đưa một tí cho anh nữa mà không, mua cái gì cũng... không, không, không lấy của em đưa cho Nu nha. Nu cũng lấy mà. Bố mẹ nó bảo giam thai anh mà. Được rồi. Thế... anh cầm đấy. Xong lần sau đến là chị không lấy đâu đấy. Chị không gặp đâu đấy. Không cầm. Không. Em nốt thật luôn này. Không, không lấy. Em cầm đấy. Em thiếu hồi thốn nhiều hơn vợ chồng đi. Không lấy chắc là chắc không chắc. Lấy. Lấy, lấy đưa đi. À, thế đây, mua về, về mua gạo. Không, mua. Không, không, không. Nó bảo đưa cho anh. Ngồi đây, đi, đi đâu? Anh nói không đi nghe. Đi đâu? Anh nói không nghe. Nghe rồi mà. Chính nghe, nghe rồi thì. Đến, Nu nha anh. Cầm. Đưa nha. Anh bảo này. Tha cho anh một tí. Anh có thẻ bảo hiểm, không mất tiền. Nha. Trả lại không mới rồi, biết sao mà. Phải giam than thì đưa ý cho anh chứ. Không. Cầm lấy chúng mày làm gì có tiền? Không cầm đấy. Không có tiền, không cầm. Cầm đi. Không cầm. Cả, cả thằng Thế sáng nay nữa. Anh bảo rồi. Ngay. Cú lấy đi. Bây giờ mang về nhá. Chấp bảo đây. Bây giờ nhá, thế anh nhận nhá. Chỗ này nhận nhá. Mang 200 này Nu về mua anh bánh kẹo mua đưa cho bà ở nhà. Nhờ nhá. Đây này, Nu cầm về mua cho bà này. Không. Xá mua về cầm cho bố mẹ, được chưa? Anh nhận rồi. Yeah. Đây, mua cho hai bố mẹ, đấy, được không, chưa? Đưa cho anh thôi, anh lấy thôi. Anh nhận rồi. Nhận rồi. Lấy rồi. Bây giờ nhá, cầm 200 này về mua bánh kẹo. Nu mua anh 200 nghìn thì bánh kẹo với gạo. Ơ, anh nhận rồi. Thế anh nhận cũng nhận mà. Nhận rồi nhá. Thế bây giờ nhá, anh ngảo này. Bây giờ anh cảm ơn nhá. Thế 200 nghìn này nhá, về nhà nhá. Mua hộ anh là... bánh kẹo này, đường sữa này, cho nhà Nu mua cho bà này, nhà nhà em 200 nghìn mua hộ anh bánh kẹo cho Nu bé với Mai này, được chưa? Cầm đấy, cầm về, anh bảo nhờ về về mua hộ đồ ở nhà cơ mà, nhá, được rồi, bắt tay cái, cảm ơn nhá, đâu rồi, cảm ơn nhá, khổ thật. Cháu này ra than nó biết rồi, anh nó bị ú ấy, thì chắc là ra than anh chỉ tí cái gì được tiền thì không lấy đi. Đưa tiền cho anh chị, em chị không lấy tiền đâu nhé. Giúp đỡ mọi người còn không giúp đỡ, chưa giúp đỡ được hết thì làm
Chẳng thể sáng nay cũng đưa tiền cho anh đấy. Không được. Không được, ra đây thăm thôi chứ đừng bảo nhau là mang tiền đây cho anh chị nhé. Không phải. Ra thăm là tốt rồi, có tình cảm thế là biết rồi, em biết rồi. Tiền cho anh thì cho lại anh nghe chứ mình mà ra tha cho nó. Cứ ra đây chơi. Ra đây thăm anh chị cần tình cảm. Chú thực với các cô, người người em Tuyên đấy vẫn còn chưa khỏi hẳn. Nghe mũi nó vẫn hơi tịt. 2-3 ngày. Nằm viện mất 2 ngày rồi. Vâng. Thôi, ok, thôi cảm ơn rồi. Thế đi sửa xe chưa? Sửa xe không chưa? Sửa, để ngày mai đi. Ừ, sửa lâu thế cơ? Em sửa xong rồi mà. Sửa lâu. Cái xe của em hay sửa của ai? Của em. Cái xe mới á? Vâng. Nó có một cái đinh bá vợ. À. Tháng trước nhỉ? Tháng trước nhìn bé bé nhỉ? Bây giờ nhìn nan nan này nó lớn rồi. Ờ, bây giờ nhìn lớn trắng trẻo nhìn đẹp trai. Vâng. Dạ. Đây các cô chú nhìn đẹp trai lắm rồi. Đẹp trai. Ok, thế thôi. Thôi bây giờ muộn rồi thì đi về đi, không thấy rét. Vâng. Ừ, cảm ơn. Thế còn mai bà con cứ làm việc như thế cho anh nhá. Có gì gọi anh. Chắc là đưa cho anh đi. Cầm về anh bảo cầm về mua hộ đồ cho anh. Đến thăm anh chị là được rồi. Tốt rồi. Nha. Cả thằng Thề sáng nay, thằng Thề anh ghi nhận tình cảm của chúng mày. Thề sáng nay cũng đưa cho anh. Mà em bây giờ cũng thế, ghi nhận tình cảm, được chưa? Thôi, đi về đi. Đưa cho vợ chồng đi. Cái gì à? Nghe. Không nghe. Đi về cho đỡ lạnh nhá. Vâng. Đấy. Rất là cảm ơn hai em. Chưa được về ở đây 3 hôm rồi. Chồng vừa mới khỏi được một tí, chồng chưa khỏi ấy, anh còn chưa khỏi một tí nữa. Chắc là phải uống rồi. Đấy. Thì chồng còn đang thịt mũi mà vẫn còn đang phải truyền, thế mà vợ đã xuống viện luôn rồi. Đấy, thế không? Đây các cô chú ạ. Nói chung là sợ xuống nhất là bệnh viện này, để trước nu ở đằng bên kia đúng không? Đầu kia. Đấy. Đó. Thì anh truyền là anh cũng nằm ở bên đấy, bên khoa nội á, không ngoại đấy, bên này bên của khoa sản. Đó, thôi về nhá. Đây, anh đi vào chỗ vợ luôn. Cảm ơn nhá. Thôi, đi xe cẩn thận nhá, hai thằng đi một xe ấy thì. Ok ok. Dạ vâng các cô chú ạ, thì vừa rồi em Tuyên cũng vừa mới nói chuyện với em Xá với em Nu, thì đây thì một lần nữa rất là cảm ơn tình cảm của Xá này, Nu này. Chú thức với các cô chú sáng nay em thề đó. Sáng nay em Tuyên cũng có ra ngoài này để đưa tiền mua xăng dầu đó. Thì mua xăng dầu thì thề cũng rút ngay ví ra. Đưa tiền vào anh mua đường sữa vào viện. Đúng là em Tuyên cũng nói thật với các cô là không dám nhận đâu. Bởi vì bà con có tiền đâu ra. Nhưng mà mọi người biết là nào. Thề có bảo là ôi, người Mông bọn em quý thì mới tặng đấy, không quý là không tặng đâu đấy. Đấy thì đấy là một cái câu nói rất là thật của em Thề với em. Mà ngày hôm nay thì Xá với Nu ra nữa, thì cũng bảo là cảm ơn em Tuyên đã vào đến thôn ấy. Nói chung là cái tình cảm rất là dạt dào. Nói chung là rất là quý cái tình cảm đấy của các em với bà con đây, thì rất là cảm ơn mọi người. Đây là cái quang cảnh của buổi chiều trong bệnh viện đây mọi người. Đây thì chỗ vợ em Tuyên nằm thì nó cũng là ngay chỗ cái sân thể thao đây. Cũng buồn buồn thì ra đây được xem các anh chị đánh thể thao luôn. Đúng là rất là hay, chồng vừa mới khỏi ốm. Nói chung là chưa khỏi đâu. Nghe giọng em Tuyên thì các cô chú thấy đấy, thì nó vẫn còn rất là khàn. Vẫn chưa khỏi được. Thế mà vợ đã vào viện. Nói chung cũng hơn như ngày hôm nay, đúng là thực sự là xúc động mọi người ạ. Thực sự là xúc động khi sáng ngày hôm nay thì em thề đưa tặng cho em Tuyên là 500.000. Em Tuyên không lấy. Thề với anh Xì ra để chở xăng dầu ấy, nhưng mà em Tuyên không lấy đâu. Nhưng mà
thề rất là tình cảm. Lúc đấy thề là mặc quần áo lao động ấy, nên là không vào trong bệnh viện, quần áo bẩn bẩn ấy, đi làm ấy, nên thề bảo em không vào đâu, anh ra ngoài này đi. Thế là ra ngồi uống nước, thề đưa cho em Tuyên 500.000, thì em Tuyên không cầm thì thề cũng không cầm. Thế là thề chạy đi, thề bảo là em đi đổ xăng. Thế là em Tuyên chưa đưa được đâu mọi người, thề cứ vứt ở bàn uống nước ấy. 500.000 này thì em Tuyên cũng rất là trân quý cái tình cảm của em thề. Sau đợt tới này thì em Tuyên sẽ mang vào khỏe, thì em Tuyên sẽ vào nhà thề và xin gửi tặng lại 500.000 này cho mẹ thề. Bây giờ đưa thề chắc chắn thề sẽ không cầm. Thề cũng biết là thề cũng bảo là anh giúp bà con nhiều rồi ấy, nên cũng rất là quý. Nên là đợt tới này em Tuyên sẽ khỏi ấy, thì sẽ mang 500 này vào để tặng lại đưa cho mẹ thề. Đấy đấy, mình chả giúp gì bà con cả, nhưng mà bà con bây giờ có cái tình cảm cho mình rất là quá quý luôn. Hôm nay nữa xá này, xong rồi em Nu nữa. Nu thì đợt trước gãy chân đấy, xong rồi chắc là xá cũng biết đấy, bố mẹ bảo là mang ra đây thăm anh Tuyên mang tiền ra cho hai vợ chồng nữa. Đúng rồi, rất là cảm ơn cái tình cảm của các bà con. Chiều đây rét, nằm ở bệnh viện đây em Tuyên nằm 2 hôm, bây giờ vợ lại nằm được 3 hôm rồi, 5 hôm rồi. Hiện tại cái thời cái công việc của bà con thời chia đang bị gián đoạn, bà con vẫn đang sắp bột đá nha mọi người nhé. Đấy, như em Xá nói là vẫn đang sắp bột đá và mai chuyển xi, vẫn chưa sắp bột đá chưa xong nên là chưa đổ bê tông, xong thì mới đổ. Đây thì là đang buổi tối mọi người, đây mới là 10 giờ thôi mà là nó rất là tĩnh lặng luôn. Đúng là bệnh viện mà mọi người chẳng nghỉ hết rồi, mình thì ở trong bệnh viện mình chưa không ngủ sớm được cơ, không biết bao giờ mới vợ mới khỏi, mình khỏi hẳn mới ra được. Chờ và đợi mọi người ạ.